À, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn vào bếp cùng Ngọc sơ chế phần chuối cây để mình trộn gỏi gà gỏi vịt nha các bạn. Ở đây là chuối cây Ngọc đã cắt thành những khúc vừa ăn. Tuy nhiên, đối với chuối cây thì khi mà các bạn muốn trộn gỏi thì các bạn phải tước bỏ cái phần già đi, chỉ lấy cái phần non của cây chuối thôi. Như vậy thì khi chúng ta trộn gỏi gà gỏi vịt nó sẽ mềm giòn và ngon ha các bạn. Bây giờ Ngọc mời các bạn cùng sơ chế nha. Đối với phần chuối cây này thì các bạn cắt khúc khoảng bề dài khoảng 5 phân. Và sau đó thì chúng ta sẽ tước bỏ cái phần già này nha các bạn. Ở đây Ngọc đã cắt khoảng 5 phân rồi. Và cái chuối cây này thì thường nó có mủ rất là nhiều, cho nên để nó trắng và giòn thì các bạn nên ngâm với nước muối và chanh hoặc tắc. Còn các bạn lưu ý, khi các bạn mua ngoài chợ thì chuối cây thường á, các bạn làm xong một lát nó sẽ có mủ, cho nó có phần mủ của cái chuối á, thì nó sẽ nhanh bị đen hay còn gọi là bị thâm, nên nó sẽ không trắng như những ngoài chợ bán. Ngoài chợ bán người ta đã ngâm chất tẩy trắng rồi, dù họ có để từ sáng đến chiều nó cũng không có đen. Tuy nhiên vậy thì ăn nó sẽ rất là độc. Tốt nhất là các bạn nên mua phần cây chuối gì các bạn làm ha. Bây giờ chúng ta cùng sơ chế phần chuối cây này nha các bạn. Ở đây Ngọc đã chuẩn bị một thau nước, để Ngọc sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối và một trái chanh hoặc là một trái tắc. Các bạn lưu ý là phần nước này nếu nhiều thì các bạn sẽ tăng lượng muối lên, nhưng lưu ý là không nên quá mặn nha các bạn. Một muỗng cà phê muối. Chúng ta sẽ dắt bỏ đây vào một trái tắc hoặc trái chanh nha các bạn. Đối với phần chuối này thì các bạn chỉ lấy phần non, cho nên mình sẽ gọt bỏ cái phần lớp vỏ bên ngoài nha các bạn. Đây là cái phần non của cái chuối nè, các bạn thấy chưa? Về một cái khúc chuối to như thế này, một khúc chuối to như thế này thì mình chỉ lấy được khoảng phần nửa phần chuối non thôi. Các bạn lưu ý là mình không nên lấy quá già, ăn nó sẽ rất là dai nha các bạn. Các bạn lưu ý ha, mình chỉ lấy phần non bên trong của cái chuối thôi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xắt ha, các bạn lưu ý là mình xắt mỏng nha các bạn. Đây là cái phần chuối chúng ta đã xắt mỏng này các bạn sẽ cho vào trong nước ngâm nha.
chào các bạn. Bây giờ cái rau chuối của chúng ta đã sắc xong và đã ngâm xong như thế này rồi. Chỉ cần khi nào các bạn muốn trộn với gỏi thì các bạn chỉ cần vớt ra, mình sẽ ướp đường, chanh, muối để mình trộn. Các bạn nhìn xem, rau chuối của chúng ta trắng ngần chưa? Cái này ăn rất là giòn nha các bạn. Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ngọc bằng cách bấm like, đăng ký, chia sẻ đường link bên dưới để Ngọc có thêm động lực để làm nhiều món ăn ngon hơn nha các bạn. Và video của Ngọc đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau nha. Chào tạm biệt các bạn nha.